Ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Ngọc. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trại, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc trồng cây trồng rừng có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên lực lượng công an hăng hái tham gia trồng ít nhất 1 đến 3 cây xanh và toàn Công an tỉnh trồng được từ 3.500 cây xanh trở lên. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng trên 150 cây xanh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, góp phần duy trì phát triển trụ sở Công an tỉnh luôn xanh sạch đẹp.